Chiều ngày 19 tháng 11, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân đánh giá cao sự nỗ lực của thầy và trò Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam. Thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn các thầy cô trong trường phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục cố gắng hơn nữa vượt qua những khó khăn, thử thách để cùng nhau xây dựng nhà trường, góp phần đóng góp cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Xin gửi lời chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, lời tri ân đến toàn thể các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý và người lao động, những người làm giáo dục của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam. Thưa các thầy cô, và hôm nay thì có rất nhiều các em học sinh, sinh viên, thì các em cũng hiểu làm nghề thầy giáo nếu không có đam mê, không làm được. Bởi mỗi một người thầy, khi chúng ta đã gọi là nghề chọn người, thì sống được và làm được công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, truyền đạt những đam mê, những kiến thức, những kỹ năng cho người học, cho học trò của mình, thì bao giờ cũng sống phải bằng một cái năng lượng rất lớn, đó là năng lượng của sự đam mê. Cũng tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Duy Đô, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam gửi lời chúc mừng tới toàn thể thầy cô trong trường, đồng thời nhắn nhủ các em học sinh, sinh viên hãy luôn tôn trọng, vâng lời thầy cô, tiếp tục cố gắng học tập để trình độ không ngừng được nâng cao. Các em học sinh, sinh viên thân mến, trong những năm ngồi trên ghế nhà trường này, thầy mong các em hãy cố gắng chăm học, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, những quy định pháp luật của nhà nước, rèn đức luyện tài để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Cố nhà giáo Văn Như Cương đã từng nói, các em có thể trở thành người lao động chân chính, những nhà kỹ thuật có chuyên môn giỏi, những người nghiên cứu thành công, những doanh nghiệp tầm cỡ, nhưng trước hết phải là những người tử tế. Hôm nay, thành tích mà các em giành được là những bông hoa đầy ý nghĩa dâng tặng thầy cô, là động lực rất lớn cho thầy cô trong sự nghiệp chồng người, là sự biết ơn của các em với công lao nuôi nấng dạy dỗ, chăm sóc vô cùng to lớn của cha mẹ, gia đình và xã hội. Kết thúc buổi lễ, Ban giám hiệu nhà trường đã trao cúp và nhiều giải thưởng cho cá nhân, tập thể lớp đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập, các cuộc thi và phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường tổ chức.